nhìn nhìn trên. Đồng đội dần dần rời xa chúng ta. Chỉ bắn thẳng thì đâu cũng được. Ôi thằng em vô vai thằng Anh. Ai chà, đã đến lúc chúng ta đi giải cứu thế giới rồi. Thằng Anh cũng được. Khá lắm, sao người có thể phát tán thuốc zombie nhanh thế được? Chuyện này đơn giản lắm. Kế hoạch hay lắm, con người quá tham lam nên bọn chúng bị trừng trị. Ta đã cho thuốc vào đường ống nước, mọi người cứ thế mà uống và dần dần biến thành zombie. Lũ người tham lam sớm muộn sẽ bị tiêu diệt bởi hành vi tham lam thôi. Sắp tới ta định tung một thuốc mới đang quá trình thử nghiệm. Ta không quan tâm lũ người đó, ta quan tâm anh em 404 và Alvasa bao giờ sẽ trở thành lũ zombie đây. Ngôi vị bá chủ cũng như những con zombie sắp thành sự thật rồi. Giật mình thấy người đều biến zombie thế này sao? Alvasan, thế giới này loạn mất rồi, phải đi cứu những người vô tội mới được. Rồi, anh đi đường anh, em đi đường em. Lên nữa, lên nữa, lên lên gần máy anh này, nhìn nó. Đứng yên nhìn nó trước. Quá đấy, dám đánh sau lưng ta. Vẫn chưa biến thành zombie à? Khá lắm nhóc con. Đánh thắng ta rồi tính. Mau đưa thuốc trị bệnh cho ta. Lên phát nữa đi. Chị, mối thù này
ta nhất định sẽ trả. Ta đang đứng đợi đây. Trước một.